Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc xe ô tô Land Cruiser lắp biển xanh giả vào ngày 30 tháng 6, Bộ Công an cho biết, đơn vị nghiệp vụ cục cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu trục lợi của tài xế NDH trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội khi lái xe biển xanh giả đã qua các trạm thu phí, chiếm đoạt số tiền phí đồng bộ. Theo bộ công an, trước đó cục cảnh sát giao thông thuộc bộ công an nhận được văn bản của cục hành chính quản trị 2 thuộc văn phòng chính phủ đề nghị kiểm tra làm rõ việc xe ô tô của đơn vị gắn biển xanh số 80B9189 không hoạt động nhưng vẫn bị trừ tiền trong tài khoản VETC vào lúc 22 giờ 23 phút ngày 22 tháng 6 tại điểm thu phí cầu bến thủy 1, nhận thấy sự việc có dấu hiệu lái xe dùng biển xanh giả quá trình hoạt động đã chiếm đoạt tiền để qua các trạm thu phí đối với tài khoản VETC của xe mang biển kiểm soát thật là 80B9189. Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, giả soát. Khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 6, tại trạm thu phí đường cao tốc Vân Đồn thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh, thuộc cao tốc Hạ Long, Móng Cái, Tổ công tác của đội 2 đã dừng và kiểm tra xe Land Cruiser VX mang biển kiểm soát 80B9189 khi thấy có dấu hiệu bất thường. Lúc này, trên xe có 5 người, trong đó có tài xế là NDH trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cùng 4 người phụ nữ. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe ô tô sử dụng biển số 80B9189 không đúng với đăng ký xe do công an thành phố Hà Nội cấp, đồng thời phát hiện xe có sử dụng thiết bị lật biển số xe với biển kiểm soát 29A45565. Kiểm tra trên hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe của Cục Cảnh sát Giao thông, xác định biển kiểm soát 80B9189 được cấp cho phương tiện thuộc quản lý của cục quản trị văn phòng chính phủ. Trước bằng chứng nêu trên, tài xế NDH đã thừa nhận thực chất xe ô tô Land Cruiser VX đang điều khiển mang biển kiểm soát 29A45565 song đã lắp thiết bị lật biển số ở mặt sau là biển kiểm soát 80B9189. Cùng với đó, nam tài xế cũng đã xuất trình được giấy đăng ký đăng kiểm của xe mang biển kiểm soát 29A45565 do mình làm chủ phương tiện. Theo cục cảnh sát giao thông, tài xế NDH đang công tác tại một cơ quan trung ương, hiện nay biển số xe đã được định danh để quản lý chặt chẽ. Do vậy, cảnh sát giao thông khuyến cáo đối với mọi hành vi sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, các thiết bị thay đổi biển số xe hoặc làm giả giấy tờ phương tiện, người thực hiện sẽ có nguy cơ bị truy tố hoặc xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc 42 ô tô rơi xuống biển Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định số 01-2024 bắt giữ tàu biển Morning Vina Eco của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vina Eco để đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Vận tải Phương Anh. Cụ thể, cuối tháng 12 năm 2023, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Vận tải Phương Anh thuê hãng tàu Vina Eco vận chuyển 15 container chứa 45 chiếc xe ô tô, 29 xe điện, 16 xe xăng từ cảng Chùa Vẽ Hải Phòng đi cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh các container được chất lên bong tàu Morning Vina Eco khởi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến ngày 22 tháng 12 năm 2023 thì cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Theo Vina Eco Ship, đến 17 giờ 30 ngày 22 tháng 12 năm 2023, tàu rời cảng Tiên Sa tiếp tục hành trình, khi đến vùng biển Quảng Nam thì gặp phải thời tiết xấu, gió đông bắc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh, gió cao khoảng 6 m làm con tàu lắc ngang khiến 37 thùng container rơi xuống biển mất tích. Trong đó có 15 container của công ty Phương Anh Cùng 14 container rơi xuống biển, 12 container còn lại bị nghiêng khiến các xe ô tô bên trong bị va đập hư hỏng. Ngày 23 tháng 12 năm 2023, công ty Phương Anh đã gửi phách đến bảo hiểm Bảo Việt yêu cầu giám định nguyên nhân lô hàng đã bị thất lạc. Ngày 24 tháng 12 năm 2023, bảo hiểm Bảo Việt gửi phách xác nhận và yêu cầu công ty giám định Phương Bắc Hà Nội, Nori Hà Nội giám định làm rõ nguyên nhân và mức độ tổn thất. Tháng 6 năm 2024, chủ hàng công ty Phương Anh khởi kiện chủ tàu công ty cổ phần vận tải biển Vina Eco ra tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, nơi hãng tàu Vina Epco đặt trụ sở. Theo đơn khởi kiện, thiệt hại do vụ tổn thất 42 chiếc xe mất tích, 3 xe hư hỏng của công ty Phương Anh là gần 39 tỷ đồng, gồm 37 tỷ đồng thiệt hại hàng hóa, 1,5 tỷ đồng lãi chậm trả 6 tháng liên quan đến hàng hóa. Vụ bắt giữ tàu liên quan đến nội dung khởi kiện đòi bồi thường giữa chủ hàng với chủ tàu, hai bên là đối tác làm ăn lâu năm trong lĩnh vực logistics. Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng phát lệnh bắt giữ tàu biển Morning Vina Eco. Căn cứ vào khoản 1 điều 3, điều 9 khoản 10, điều 5 khoản 11, điều 12 khoản 13, điều 14, điều 20, điều 21, pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển số 5 2008 ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sau khi xem xét các tài liệu chứng cứ có liên quan kèm theo đơn yêu cầu bắt giữ tàu biển Morning Vina Eco Toán nhân dân thành phố Hải Phòng xét thấy việc bắt giữ tàu biển Morning Vina Eco là có căn cứ hợp pháp nhằm đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải về tổn thất hàng hóa do sự cố rơi vỡ hàng hóa trên tàu gây ra. Quyết định của toán nhân dân thành phố Hải Phòng nêu rõ, yêu cầu Cảng vụ Hải Phòng thực hiện quyết định lệnh bắt giữ tàu biển Morning Vina theo quy định của pháp luật và giao cho thuyền trưởng tàu Morning Vina Eco để thi hành thời hạn bắt giữ tàu biển Morning Vina Fco để đảm bảo giải quyết khiếu nại hàng hải tối đa là 30 ngày kể từ ngày tàu biển Morning Vina Fco bị bắt giữ. Quyết định bắt giữ có hiệu lực thi hành ngay và được thi hành theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh đã ký hợp đồng thuê công ty cổ phần vận tải biển Vina Fco vận chuyển 15 container, bên trong có 45 xe ô tô gồm 29 chiếc xe điện, 16 xe xăng từ cảng Chùa Vẽ Hải Phòng đi cảng Bến Nghé Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có 14 trên 15 container đã bị mất tích. 1 trên 15 container bị nghiêng khiến 3 xe ô tô bên trong bị va đập hư hỏng gây thiệt hại tại thời điểm đó là hơn 30 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, công ty trách nhiệm thương mại và vận tải Phương Anh vẫn chưa nhận được sự bồi thường từ sự cố nêu trên ngày 11 tháng 6 năm 2024, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 614 gửi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh thông báo nội dung từ ngày 6 tháng 6 năm 2024, Cục Hàng hải Việt Nam đã giao cho Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị liên quan khác xác minh số container rơi trên biển. Căn cứ vào kết quả xác minh, Tổ chức điều tra vụ sự cố hàng hải nếu có đủ căn cứ khẳng định đã xảy ra sự cố với tàu Morning Vina Eco rơi container trên biển. Hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh đã cung cấp cho các bên liên quan thông tin như số hiệu các container bị thất lạc, xác nhận khối lượng toàn bộ của từng container bị thất lạc, các bằng chứng về thời điểm 15 container nói trên được tập kết tại cảng chùa vẽ Hải Phòng và sẵn sàng xếp lên tàu, chi tiết thông số hàng hóa được sắp xếp vận tải trong từng container lượng nhiên liệu, dầu nhớt và các chất ô nhiễm kèm theo nếu có trên các xe ô tô, hình ảnh sắp xếp phương pháp trong buộc, giấy chứng nhận trong buộc, tài liệu chứng minh các container bị thất lạc đã được xếp lên tàu Morning Vina Eco. Bảo hiểm Vina Eco đùn đẩy trách nhiệm. Ông Bùi Văn Hảo, tổng giám đốc công ty Phương Anh cho biết, khi có sự cố, công ty Phương Anh đã phải bồi thường cho chủ sở hữu của 45 chiếc xe ô tô với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn thế nhưng đã gần 6 tháng Công ty cổ phần vận tải biển Vina Eco, Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt đều đang có biểu hiện thoái thác trách nhiệm. Được biết, tại hợp đồng vận chuyển hàng hóa được ký kết giữa công ty Phương Anh với công ty cổ phần vận tải biển Vina đã nêu rõ, hàng hóa bị tổn thất do hư hỏng, mất mát trong quá trình vận chuyển hoàn toàn do lỗi chủ quan của bên B gây nên thì trách nhiệm và mức độ bồi thường của bên B sẽ được xác định cụ thể theo quy định của luật hàng hải Việt Nam và các văn bản khác có liên quan. Tuy nhiên, trước câu hỏi về trách nhiệm, đại diện công ty cổ phần vận tải biển Vina Epco cho rằng, công ty có tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu của công ty Bảo Việt. Việc xác định nguyên nhân sự cố bảo hiểm đã có yêu cầu đơn vị giám định độc lập để giám định nhưng đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo giám định. Vì chưa nhận được báo cáo giám định nên chưa có cơ sở để thực hiện tạm ứng theo yêu cầu bồi thường. Mặt khác, công ty cũng không tìm được quy định về thời hạn để nhận được báo cáo giám định từ các bên liên quan. Còn phía tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt tại hợp đồng nguyên tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển được ký với công ty Phương Anh cũng nêu rõ về quy tắc bảo hiểm vận tải hàng hóa nội địa và điều khoản mở rộng. Thế nhưng, đại diện của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho rằng, theo báo cáo của công ty cổ phần giám định Phương Bắc Hà Nội, Nori Hà Nội thì nguyên nhân dẫn đến sự cố không thuộc rủi ro được bảo hiểm. Như vậy, công ty cổ phần vận tải biển Vina Fco và công ty Phương Anh đều mua bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, nhưng khi có sự cố, đơn vị bảo hiểm này đã chỉ định cho Nori Hà Nội giám định. Tuy nhiên, kết quả giám định của NORI Hà Nội và câu trả lời của bảo hiểm đã khiến lãnh đạo công ty Phương Anh vô cùng bức xúc. Công ty cổ phần vận tải biển Vinafco, tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt đều bội tín, làm ăn theo kiểu trợ búa, khi có sự cố thì tìm cách đùn đẩy thoái thác trách nhiệm với công ty Phương Anh. NORI Hà Nội đã kết luận, sự cố rơi các container xảy ra trên tàu Morning Vinafco có nhiều nguyên nhân yếu tố kết hợp, nguyên nhân gần trực tiếp dẫn đến sự cố rơi container là do kết cấu giữ chân đế container trên nắp hầm hàng hộp chân đế container có tình trạng kém, han dỉ, ăn mòn nghiêm trọng dẫn đến việc không đảm bảo khả năng giữ cố định an toàn cho container khi tàu hành trình trong điều kiện thời tiết có sóng, gió. Khi các lực lắc ngang, lắc dọc chuyển động lên xuống của tàu gây ra bởi điều kiện sóng gió vượt quá khả năng chịu tải của một số hộp chân đế đã dẫn tới bị bung rách, kéo theo kết quả các kết cấu chẳng buộc còn lại không đủ khả năng để giữ cố định container trên tàu. Trước kết luận này, công ty Phương Anh đã có phản ứng gay gắt. Kết luận của Nori Hà Nội là thiếu căn cứ và thiếu khách quan bởi như chính đơn vị này đã thừa nhận việc thu thập hồ sơ tiếp cận phỏng vấn thuyền viên trên tàu hết sức khó khăn và hạn chế nhưng vẫn đưa ra được những kết luận ông bùi văn hảo khẳng định tổng công ty bảo hiểm bảo việt căn cứ vào kết quả đánh giá của nori hà nội để từ chối bồi thường cho công ty phương anh là điều không thể chấp nhận được Thưa quý vị, sau 4 lần đấu giá trong 3 năm bất thành, khoảng 2.122 chiếc ô tô của nhà máy VAM tại Bỉm Sơn Thanh Hóa có trị giá khoảng gần 1.000 tỷ đồng, vẫn chịu cảnh nằm phơi nắng sau nhiều năm. Hạ giá gần 50% vẫn ế khách Nhiều năm qua, khuôn viên của nhà máy ô tô VAM tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa thuộc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam đã dành một khoảng đất rộng mênh mông để chứa hàng nghìn xe tải tồn kho từ lâu. Theo ghi nhận, hàng nghìn chiếc xe được lắp ráp từ khi còn mới tinh vẫn phải nằm phơi nắng mưa nhiều năm. Đến nay, cỏ dại bao quanh. Lôi xe giao bán nhiều lần nhưng vẫn chưa thể có chủ mới. Mới đây ngày 13 tháng 5 năm 2024, công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam lại thông báo đấu giá tài sản 2.177 xe do nhà máy ô tô VM, tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, công ty cổ phần ủy quyền. Giá khởi điểm là hơn 503 tỷ đồng, giảm đáng kể so với những lần đấu giá trước đây. Năm 2000, Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VAM, dự định đầu tư một nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô tại Thanh Hóa, số vốn khoảng 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án này sau đó điều chỉnh lại bằng việc mua nguyên một nhà máy cũ của tập đoàn Samsung Hàn Quốc. Được biết, tập đoàn Samsung có hai nhà máy sản xuất ô tô con và ô tô tải đặt tại Hàn Quốc, hoạt động từ năm 1996 và ngừng vào tháng 10 năm 2000 vì khủng hoảng tài chính. Samsung quyết định bán cả hai nhà máy để trả nợ toàn bộ nhà máy sản xuất ô tô con được bán cho hãng Renault của Pháp, còn nhà máy sản xuất ô tô tải bán cho VAM vào đầu năm 2004. Theo báo cáo của VAM, ngày 7 tháng 5 năm 2019, gửi Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, tổng vốn đầu tư VAM chuyển cho dự án nhà máy ô tô này lên đến gần 2.000 tỷ đồng và lỗ lũy kế 343 tỷ đồng. Hàng tồn kho vào thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 là 2.950 xe trong đó xe sản xuất từ năm 2017 trở về trước là 2.355 xe, tiêu chuẩn khí thải Euro 2 và xe sản xuất từ năm 2015 về trước là 219 xe. Vì sao ô tô nhiều năm vẫn ế khách? Dự án này có vốn đầu tư 599,59 tỷ đồng. Sau đó, dự án được nâng lên gần 700 tỷ đồng, trong khi công suất thiết kế nhà máy không thay đổi. Dự án được quyết toán với số vốn đầu tư 662 tỷ đồng, đầu tư sản xuất xe ô tô nhưng báo cáo của VM cho thấy số xe sản xuất ra từ nhiều năm trước vẫn nằm trong kho không bán được tổng số có tới 2.622 xe thương hiệu VM tồn giá vốn lên tới hơn 966 tỷ đồng trong đó có tới 2.221 xe tồn từ năm 2017 trở về trước với giá vốn là 878 tỷ đồng nguy cơ mất vốn lớn đối với xe tồn không thể tiêu thụ hoặc phải giảm giá bán để tiêu thụ. Báo cáo này cũng chỉ ra một trong những lý do là nhà máy ô tô VAM chủ trương đưa ra thị trường xe thương hiệu VAM. Thực chất, số xe đó được tổ hợp từ các cụm linh kiện khác nhau từ nhiều nhà cung cấp chứ không sử dụng bộ linh kiện đồng bộ. Phương thức này đã dẫn đến VAM không có đối tác hợp tác về sản xuất sản phẩm. Trong thông báo đấu giá tài sản lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2021, số xe được đưa ra đấu giá là 2.290 xe, giá khởi điểm là hơn 971 tỷ đồng tháng 2 năm 2022, tại thông báo đấu giá tài sản lần 2, công ty này giao bán đấu giá 2.257 xe với giá khởi điểm hơn 931 tỷ đồng. Trong lần đấu giá hồi tháng 8 năm 2023 cho 2.122 xe này, công ty đấu giá thông báo giá khởi điểm là hơn 626 tỷ đồng. Lần thông báo đấu giá gần nhất là ngày 13 tháng 5 năm 2024, có giá khởi điểm cho lô xe chỉ còn 503 tỷ đồng. Lãnh đạo vướng vòng lao lý Bên cạnh câu chuyện về dàn ô tô ế ẩm, VAM cũng gây rúng động khi có lãnh đạo bị khởi tố. Theo đó, sau hơn một năm bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại khu đất quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, đến tháng 10 năm 2023, cựu tổng giám đốc VAM Nguyễn Thanh Giang tiếp tục bị điều tra về việc chỉ đạo mua 305 bộ khuôn dập cabin ô tô. Cụ thể, công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VAM. Ngoài ra, Công an cũng khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Thanh Giang, sinh năm 1949, là cựu tổng giám đốc VAM. Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Hồ Mạnh Tuấn, sinh năm 1963, là phó tổng giám đốc của VAM. Cả hai bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội danh, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Quá trình điều tra, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh xác định trong các năm 2005 và 2011, ông Nguyễn Thanh Giang, khi đó là tổng giám đốc VAM, đã chỉ đạo ông Hồ Mạnh Tuấn, lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật VAM, chủ tịch hội đồng quản trị VAM Korea giai đoạn 2003-2009, lập các báo cáo tờ trình mua 305 bộ khuôn dập cabin xe ô tô SV110 không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về do không có giá trị sử dụng, gây lãng phí số tiền của nhà nước là hơn 26 tỷ đồng. Trong đó bị can Nguyễn Thanh Giang trước đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong một vụ án khác liên quan đến những sai phạm trong quản lý sử dụng khu đất gần 9.000 m2 tại đường Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, do bị can Nguyễn Thanh Giang đang điều trị bệnh tiểu đường, suy thận nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin toàn cảnh của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới nhất, mời quý vị cùng theo dõi trong các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube của báo Tiền Phong.